Xin chào quý vị và các bạn, và thật vui khi chúng ta đã được gặp nhau trong video của Auto Daily. Và trong video này thì mời quý vị cùng các bạn đi trả lời một câu hỏi. Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm tại thị trường Việt Nam. Có khoảng 400 triệu đồng thì mẫu xe nào sẽ là mẫu xe hợp lý nhất? Và tại thị trường Việt Nam ngày nay thì với số tiền đó, các bạn cùng gia đình đã có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe trong phân khúc hạng A, mà còn là mẫu xe mới, nguyên zin nữa. Đứng tại vị trí đầu tiên mà Bảo Duy muốn nhắc tới, không mẫu xe nào khác chính là chiếc Kia Morning. Hiện tại trên thị trường thì Kia Morning có khá nhiều phiên bản với mức giá dao động từ 290 triệu cho đến 393 triệu. Mẫu xe này thì sở hữu cái kích thước tổng thể lần lượt dài rộng cao là 3.595mm, 1.595mm và 1.490mm. Kia Morning thì có cái dáng dấp nhỏ gọn, linh hoạt. Phong cách thiết kế của mẫu xe này khá là bắt mắt đối với người tiêu dùng Việt Nam. Bằng chứng là rất nhiều người sử dụng mẫu xe này, các bạn có thể ra đường là gặp ngay, đâu đâu cũng thấy. Bên cạnh cái lưới tản nhiệt hình mũi hổ đã thành dấu ấn của dòng xe Kia, với cái cụm đèn trước được trang bị bóng halogen, dạng bóng chiếu tròn trịa, kích thước lớn. Phần đầu xe thì có cái kích thước khá lớn, ấn tượng bởi hốc gió ở phần bar shop cũng tạo nên được sự lạ mắt cho đầu xe của chiếc xe này. Đặc biệt là đèn sương mù tròn giúp xe nổi bật hơn cả. Dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hiện đại cũng được tích hợp trên mẫu Kia Morning này. Với cái kích thước khá nhỏ, không gian nội thất của Kia Morning 2018 thì không thực sự rộng rãi, song thiết kế cũng có cái phần ấn tượng so với cả các đối thủ trong cùng phân khúc. Tablo có dạng bán đối xứng với bảng điều khiển trung tâm cỡ lớn, chia làm hai mảng riêng biệt, âm thanh và điều hòa. Hốc gió tạo hình khác biệt và các nút bấm hình tròn. Xe sử dụng tông màu đen, đỏ trẻ trung và lịch lãm, song rất ít các mảng viền cải ví dụ như là màu bạc hay là phần mạ chrome được áp dụng trên cái bảng tablo hay là xung quanh khoang nội thất của chiếc xe này. Có phần chúng ta nhìn sẽ hơi đơn điệu. Mẫu xe này thì được trang bị hẳn một đầu DVD kèm với cả việc tích hợp tính năng định vị GPS tiện lợi do Kia phát triển tại thị trường Việt Nam. Có cổng kết nối USB này, Bluetooth này với 4 loa. Điều hòa thì đã được nâng cấp lên điều hòa tự động rồi. Tất cả các ghế ngồi trong xe thì đều được bọc da. Ở các cái phiên bản thấp vẫn sử dụng chất liệu nỉ. Hàng ghế sau cho phép gập 60-40 linh hoạt khi cần mở rộng không gian khoang chứa đồ. Các cửa sổ thì có thể điều chỉnh điện với chìa khóa điều khiển từ xa và hệ thống khóa cửa trung tâm. Riêng chiếc Kia Morning SI thì trang bị động cơ xăng Kappa 1.25 lít, sản sinh 86 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút, nên khó có thể hy vọng chúng ta sẽ có cảm giác lái phấn khích ở mẫu xe này. Song đối với nhu cầu di chuyển cự ly ngắn trong đô thị thì điều này góp phần giúp xe có cái mức tiết kiệm nhiên liệu khá đáng kể. Đứng tại vị trí thứ hai thì chắc chắn chúng ta không thể nào bỏ qua được mẫu Hyundai Venue 10. Mẫu xe này thì cũng được phân phối với khá nhiều phiên bản, cả bản hatchback lẫn bản sedan, và có cái mức giá dao động từ 315 triệu cho đến hơn 400 triệu một chút. Bản cao cấp nhất là bản Hyundai Grand i10 sedan AT 1.2 lít 415 triệu. Ở trong video này thì Bảo Duy xin phép nhắc tới cả hai phiên bản với những cái trang bị để cho quý vị và các bạn có một cái nhìn nhận rõ ràng nhất thì chọn lựa cho mình một mẫu xe phù hợp với gia đình. Để nói về Hyundai Grand i10 phiên bản sedan 4 cửa thì sẽ phù hợp cho khách hàng muốn mua một mẫu xe chạy kinh doanh dịch vụ với chi phí đầu tư ban đầu thấp. Nếu như so với việc đầu tư mua một mẫu xe Vios thì khoản đầu tư vào Hyundai Grand i10 sedan sẽ nhanh thu hồi được vốn hơn. Còn lại cái mẫu Grand i10 bản hatchback 5 cửa thì lại phù hợp với các khách hàng cá nhân mua xe chạy loanh quanh ở trong phố. Ngoại thất của Hyundai Grand i10 bản 1.2 AT thì đối với bản sedan thì sẽ có cái kích thước tổng thể lần lượt là 3.995mm, chiều rộng là 1.660mm và chiều cao là 1.505mm. Trong khi bản hatchback cùng chiều cao và chiều rộng thì chỉ thu hẹp chiều dài khung xe xuống còn 3.765mm, nên dáng xe có phần gọn gàng hơn. Đây có thể là một trong những lý do mà bản hatchback lại có giá bán thấp hơn bản sedan. Mặc dù đều là mẫu xe Hyundai Grand i10, song cả hai phiên bản này khác biệt đáng kể về vẻ bề ngoài. Mẫu sedan thì sở hữu cái cụm lưới tản nhiệt lớn, trong khi hốc gió phía dưới lại thu hẹp thành một dải mở rộng sang hai cụm đèn sương mù hai bên. Còn ngược lại, bản hatchback thì lại có cái lưới tản nhiệt rất mỏng, để lại phần lớn không gian đầu xe cho một thiết kế hốc gió cỡ lớn, hình lục giác cách điệu hầm hố hơn và có cái phần thể thao hơn. Cụm đèn sương mù thì có cái hình boomerang được tách rời ở phía dưới. Cả hai cụm đèn trước giống nhau về cả thiết kế lẫn trang bị đèn pha halogen truyền thống với bóng chóa cỡ lớn. Bản hatchback thì được bổ sung thêm một dải đèn LED định vị ban ngày giúp tăng cái nét thể thao cá tính của xe. Có lẽ là vì điều đó nên là nó sẽ phù hợp hơn với cả những ai có nhu cầu mua về để chạy gia đình hay là chạy loanh quanh trong phố. Cái bản hatchback thì bao giờ nhìn nó cũng đẹp hơn phải không ạ?
Khi mà tiến vào không gian nội thất của Hyundai Grand i10 thì cả sedan lẫn hatchback đều chia sẻ cái thiết kế nội thất giống nhau với cái bảng táp lô được tạo hình đối xứng mở rộng theo chiều ngang sang hai bên cửa. Các cái cửa gió hình tròn, một cái màn hình giải trí thông tin tại chính giữa bảng táp lô, các nút bấm và núm xoay thì được thiết kế không, nói chung là không được tinh lắm. Dù sao với một mẫu xe giá rẻ như này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được. Tuy nhiên thì tông màu chủ đạo của bản hatchback lại là màu đen và nâu nhạt, nhìn nó có cái phần sang trọng hơn một chút. Còn khi mà sang đến bản sedan thì sẽ là màu đen và cam, thì lại có cái phần cá tính. Đáng nhẽ hai cái phần này thì Duy nghĩ nên đảo cái phần màu ấy, nội thất cho nhau thì sẽ hay hơn, phù hợp hơn. Tay lái bọc da cảm giác cầm khá là đầm tay. Mẫu xe này thì cũng được ưu ái khi trang bị chìa khóa thông minh và tích hợp tính năng khởi động bằng nút bấm. Đây là một điểm cộng mà Duy đánh giá cao ở trên cái chiếc Hyundai Grand i10 này. Nó đang nổi trội nhất ở trong phân khúc đấy ạ. Khác với bản số sàn thì bản 1.2 AT sở hữu các cái ghế ngồi được bọc da, mang đến cái trải nghiệm có phần thích thú hơn so với cả những cái mẫu phiên bản thấp. Hàng ghế sau của xe thì được gập 60-40 khá linh hoạt, tương tự các mẫu xe hiện nay. Xe thì được trang bị cửa sổ chỉnh điện tự động, rất tiện lợi. Đặc biệt là phần cốp xe, chúng ta có thể đóng mở ngay ở dưới tay mở cốp. Đến ngay những cái mẫu xe ở trong phân khúc hạng A này mà chúng ta có thể mở ngay phần cửa cốp phía sau ở cái phần tay nắm ở ngay dưới. Một số mẫu xe ở phân khúc cao hơn vẫn phải mở ở trong xe, quý vị và các bạn ạ. Mặc dù là phiên bản cao cấp nhất chính là phiên bản 1.2 AT thì mẫu Grand i10 nói chung vẫn chỉ có duy nhất một lựa chọn hệ thống điều hòa chỉnh tay thuần túy mà thôi. Khoảng sáng gầm xe của các phiên bản Hyundai Grand i10 là 150mm, nên là trọng tâm khá thấp, giúp xe di chuyển cân bằng ngay cả khi vào cua. Và đặc biệt Hyundai thì khá là nổi tiếng ở trong cái phân khúc này khi mà có cái phần gầm khá là chắc. Các mẫu Grand i10 1.2 AT đều được trang bị động cơ Kappa 1.2 MPI, dung tích là 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa là 85 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Thông số hạn chế là đặc điểm của dòng xe cỡ nhỏ này, giúp xe duy trì được mức giá bán thấp, đáp ứng các nhu cầu đi lại trong phạm vi hẹp hay trong nội đô. Với cái mức giá bán tương đối thấp, khó có thể mong đợi dòng Hyundai Grand i10 1.2 AT sở hữu một hộp số hiện đại hơn kiểu hộp số tự động 4 cấp, trong khi là loại 6 cấp đang dần trở thành tiêu chuẩn của ngành công nghiệp xe hơi. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn đến tiếp với một hãng xe đến từ Nhật Bản, đó chính là Toyota, với mẫu xe Wigo vừa mới được ra mắt. Wigo thì được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản 1.2 GAT với cái giá bán là 405 triệu và một phiên bản 1.2 EMT với cái giá bán là 345 triệu. Đây là một mẫu xe mới gia nhập trong phân khúc xe nhỏ hạng A tại thị trường Việt Nam. Xe cũng có cái kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.660mm, 1.600mm và 1.520mm. Có cái chiều dài cơ sở là 2.455mm, khối lượng không tải 890kg trên bản AT hoặc là 870kg trên bản MT. Còn khi mà toàn tải thì là 1.290kg. Thiết kế cản trước và sau hơi rối mắt một chút. Mẫu xe này thì còn có thêm cái bộ phụ kiện TRD nếu mà các bạn có thể trang bị thêm. Nhưng mà khi trang bị thêm thì chúng ta sẽ bị giảm bớt phần khoảng sáng gầm xe. Khoảng sáng gầm xe của mẫu xe này đang đạt cái mức là 160mm, lớn hơn hai đối thủ đến từ Hàn Quốc là Kia Morning và Hyundai Grand i10. Bán kính quay vòng tối thiểu của chiếc xe là 4,7m. Hệ thống đèn chiếu sáng halogen có projector cho cốt và chóa phản xạ cho pha. Đèn hậu LED, cả hai phiên bản đều được trang bị đèn sương mù. Vành xe thì được trang bị là dạng cánh quạt phay xước kích thước 14 inch. Phanh trước đĩa còn phanh sau là dạng tăng trống. Lốp xe kích thước là 175/65 R14. Khác với cái vẻ ngoài có cái phần năng động thời trang thì nội thất của xe Wigo lại khá là đơn giản. Điểm nhấn của cả một cái khoang nội thất này thì được đến chính từ bảng điều khiển trung tâm với cái mảng ốp nhựa màu bạc và các chi tiết khác xung quanh. Chung là chúng ta sẽ có một cái khoang cabin với những cái chi tiết phun nhựa. Vô lăng ba chấu thì trông không được thể thao lắm, sử dụng vật liệu urethane và có tích hợp một số các nút bấm chỉnh chức năng. Hệ thống thông tin giải trí của xe thì được đến từ màn hình cảm ứng 7 inch trung tâm, hỗ trợ kết nối Bluetooth này, USB, AUX, HDMI và âm thanh 4 loa. Đối với phiên bản MT thì chỉ có được trang bị đầu CD mà thôi. Điều hòa chỉnh cơ và chỉ có cửa gió cho hàng ghế phía trước. Phần cần số thì được thiết kế đặt xuống khá sâu giống như là mẫu xe Yaris thế hệ cũ. Và đặc biệt Duy không hề thích phần cụm cần số của chiếc Toyota Wigo này, bởi vì nó thiết kế không thực sự cân xứng với cả tổng thể nội thất của chiếc xe. Nó có cái phần hơi lệch lạc và đương nhiên thì xe không có bệ tì tay rồi, và cũng không có ổ điện sạc cho hàng ghế phía sau luôn, bởi vì không gian nội thất thì khá là hạn chế. Toàn bộ khoang nội thất của xe, các cái vùng như là ghế thì đều được bọc nỉ hoàn toàn, và lưng ghế có một chút tương phản để tạo điểm nhấn cho xe,
tựa đầu làm được dạng liền khối cũng không thể điều chỉnh được. Cái phần tựa đầu này thì khiến chúng ta liên tưởng ngay tới những cái mẫu xe bản thiếu của các đối thủ khác khi mà sử dụng vào mục đích chạy dịch vụ. Ghế lái và ghế phụ thì đều được chỉnh tay 4 hướng. Ghế sau thì phẳng, cũng không có tựa tay và cũng không được điều chỉnh độ nghiêng. Tựa đầu thì có thể điều chỉnh được cho hai vị trí là trái và bên phải ở hàng ghế sau. Thể tích cốp của chiếc Toyota Wigo này thì cũng khá là tương đương với mẫu Kia Morning hay Hyundai Grand i10 bản hatchback. Động cơ của xe là loại 4 xi lanh, dung tích 1,2 lít cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn là 107 Nm tại 4.200 vòng trên phút, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được Toyota Việt Nam công bố là 5,3 lít trên 100 km đường hỗn hợp đối với số tự động và 5,16 lít đối với số sàn. Chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Chevrolet Spark. Hiện tại thời điểm này thì GM Việt Nam đã không sản xuất chiếc Chevrolet Spark rồi, nhưng mà ở các đại lý thì vẫn còn xe để chúng ta có thể sở hữu. Cả 3 phiên bản của chiếc Chevrolet Spark 2018 này thì đều được sở hữu cái diện mạo mới và sẽ có cái mức giá lần lượt là đối với bản Spark LT 1.2 thì có cái giá bán là 389 triệu, chiếc Spark LS 1.2 MT là 359 triệu và còn một phiên bản nữa là phiên bản Spark Dual. Nếu mà nhìn trực diện từ phần đầu xe và cản sau thì đều được làm tinh chỉnh lại hợp thời hơn so với cả các phiên bản trước đây. Lưới tản nhiệt thì cũng đã được cải tiến làm tăng cái vẻ thể thao cùng với cụm đèn pha và đèn hậu được thiết kế lại, mang đến một phong cách năng động, trẻ trung. Chevrolet Spark 2018 thì được trang bị tiêu chuẩn là cửa lốp 165-65, lớn hơn các phiên bản đời trước. Phiên bản cao cấp nhất thì được trang bị mâm xe 14 inch đa chấu. Sở hữu cái kích thước nhỏ gọn nhưng Spark lại có cái không gian thiết kế khá là rộng rãi khi được thiết kế tối ưu hóa bằng cách phân bổ cái không gian hợp lý hơn. Cụm đồng hồ điều khiển trên Chevrolet Spark 2018 sở hữu thiết kế mới giúp nội thất nhìn tinh gọn. Đáng chú ý là với cái tải trọng khoang hành lý lên tới 238 kg thì mẫu Spark Dual có thể chuyên chở một khối lượng hàng hóa khá lớn mà di chuyển vẫn linh hoạt và dễ dàng. Với mục đích di chuyển hàng ngày trong đô thị thì chiếc Chevrolet Spark LT 1.2 MT cùng đi kèm hộp số sàn 5 cấp sản sinh công suất là 80 mã lực tại 6.400 vòng trên phút và mô men xoắn tối đa là 108 Nm ở 4.800 vòng trên phút. Vâng, tất cả các phiên bản của Spark tại thị trường Việt Nam phân phối chính hãng thì vẫn đều chưa được trang bị hộp số tự động mà chúng ta vẫn sử dụng bằng hộp số sàn 5 cấp. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một mẫu xe của Mitsubishi, chiếc Mirage. Đây là một mẫu xe trong phân khúc hạng B nhưng mà lại có cái mức giá bán khá là hợp lý. Chúng ta bây giờ 400 triệu, chúng ta sẽ có thể chọn thêm được một mẫu xe hạng B là chiếc Mitsubishi Mirage. Đối với chiếc Mirage này thì Mitsubishi phân phối với 3 phiên bản kèm theo các cái mức giá bán lần lượt là bản 1.2 MT 350 triệu, bản 1.2 AT Eco có cái mức giá bán là 395 triệu và bản cao nhất là bản 1.2 AT với cái mức giá bán là 450,5 triệu. Các cái phiên bản hiện tại thì đều thuộc thế hệ thứ 6 và là bản cải tiến Philip ra mắt tháng 4 năm 2017. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như là Mazda 2, Toyota Yaris hay Ford Fiesta. Tại thị trường Việt Nam hiện nay thì Mirage cũng được coi là đối thủ của cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, Chevrolet Spark này do không chênh lệch nhiều về giá cả. Và có một điểm cộng nữa là chiếc Mitsubishi Mirage này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đó cũng là một điểm cộng cho mẫu xe này. Đã là phân khúc hạng B rồi lại còn được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nữa. Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.795mm, 1.655mm và 1.510mm. Xe Mirage thì có cái thân hình khá là nhỏ gọn và phù hợp đúng với cả nhu cầu di chuyển trong nội thành, khu vực đông dân cư. Ngôn ngữ tổng thể thiết kế của xe thì đi khá đúng vào cái trọng tâm là một chiếc xe của gia đình nên là có cái phần thân thiện với người dùng. Phần đầu xe thì sở hữu những đường nét thiết kế dứt khoát với cụm đèn pha halogen. Phiên bản cao thì có trang bị đèn pha bi xenon HID vuốt ngược và có cái phần khá là sắc, đi kèm với cả lưới tản nhiệt tổ ong viền chrome với phần trung tâm được thiết kế ấn tượng khi có điểm nhấn là logo huyền thoại của Mitsubishi. Trong khi đó thì hai đèn sương mù còn được nối liền với nhau bởi một đường viền mạ chrome mạnh mẽ nữa. Phần thân xe thì được kế thừa những đường nét của người tiền nhiệm với thiết kế dập gân nổi la răng đa chấu 15 inch, mang lại cái cảm giác khỏe khoắn và có phần chắc chắn mạnh mẽ. Đèn xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu chỉnh điện như là thiết kế thường thấy của các mẫu xe của Mitsubishi. Phần đuôi xe thì lại khiến cho người dùng nhìn khá là rối mắt với nhiều chi tiết rườm rà. Cụm đèn hậu thì cũng có cái thiết kế nhô ra nên là tạo cái cảm giác phần xe nhìn phía sau có cái phần to lớn. Tiến vào không gian nội thất của Mitsubishi Mirage thì
xe sở hữu một cái không gian nội thất khá là gọn gàng và hợp lý. Chiều dài cơ sở của xe là 2450mm và giúp hành khách có cái không gian ở bên trong thoải mái, cũng như là cái việc lên xuống xe khá là dễ dàng. Bảng táp lô được ốp nhựa kết hợp với một số chi tiết mạ chrome tạo cho chúng ta một cái cảm giác hứng khởi hơn. Vô lăng bọc da hoặc là nhựa ở trên phiên bản thấp cùng với cả kiểu thiết kế là ba chấu đặc trưng của Mitsubishi. Tích hợp một số nút bấm điều chỉnh cái hệ thống đa phương tiện ở chính giữa. Rất đáng tiếc là ghế ngồi ở trên xe thì đều được bọc nỉ và có cái trang bị ghế lái là chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Xe có tựa đầu đầy đủ cho hàng ghế phía sau. Hàng ghế sau thì có thể gập 60-40 đối với cả ba phiên bản là CVT, Eco, còn một phiên bản là phiên bản MT thì có thể gập phẳng để tạo không gian để hành lý khá tốt. Tuy nhiên, điểm trừ thì nằm ở việc ghế lái khá cao và lại không thể điều chỉnh khoảng cách đến vô lăng, khiến người chủ xe có chiều cao khiêm tốn gặp phải nhiều khó khăn. Dung tích khoang hành lý của Mitsubishi Mirage lên tới 487 lít để vừa các vật dụng thông thường hoặc những vali vừa phải. Xe thì tận dụng không gian nội thất khi trang bị các khoang chứa đồ nhỏ trong cabin. Hệ thống điều hòa của Mitsubishi Mirage thì hỗ trợ chế độ tự động trên phiên bản CVT hoặc là chỉnh tay. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị lọc gió điều hòa, mang lại cảm giác thông thoáng cho hành khách. Hệ thống thông tin giải trí của chiếc xe này không thực sự nổi bật, chỉ được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch đi kèm với hai loa hoặc 4 loa, tích hợp có đầu đĩa CD hoặc DVD và hỗ trợ Bluetooth đi kèm với kết nối USB hoặc là AUX. Xe còn được trang bị một số tiện ích khác nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng như chìa khóa thông minh cùng nút bấm khởi động, tấm che khoang hành lý, khay đựng dụng cụ tiện ích, hộc để ly hàng ghế trước và sau. Bên cạnh đó thì xe cũng được trang bị Cruise Control ở phiên bản cao cấp nhất nhằm giúp người lái thư giãn hơn trong hành trình dài. Đây đúng là một điểm cộng trong những cái mẫu xe với cái giá bán loanh quanh tầm 400 triệu. Bên cạnh đó thì hệ thống phanh ABS là một phần không thể thiếu cho mẫu xe này. Đứng tại vị trí cuối cùng cũng là một mẫu xe rất ít người chú ý tới, đó chính là chiếc Suzuki Celerio, có cái giá bán với hai phiên bản lần lượt là 329 triệu là bản số sàn và 359 triệu là bản số tự động. Tổng quan về ngoại hình thì cũng phải thừa nhận rằng cái lý do chính để mọi người ít quan tâm tới mẫu xe này là cái phần thiết kế bên ngoài khá là đơn giản và không được bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu như so sánh cùng với các đối thủ đến từ Hàn Quốc cũng như là phiên bản Spark vừa được nâng cấp thì xét về cái thiết kế kích thước tổng thể, Celerio cũng có cái kích thước dài rộng cao lần lượt là 3600mm, 1600mm và 1540mm, chiều dài cơ sở là 2425mm. Bán kính vòng quay là 4,7m, tương đồng với cả những mẫu xe trong khu phân khúc như là Toyota Wigo. Nhìn chung thì các cái thông số bên trên đã được tối ưu hóa ở mức tối đa để Celerio có cái khả năng xoay trở tốt như là chiếc Chevrolet Spark ở trong phố. Đồng thời không gian nội thất cũng được mở rộng gần tương đồng với chiếc Hyundai Grand i10, một mẫu xe được mệnh danh là có cái không gian nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc. Diện mạo của Suzuki Celerio thì khá thân thiện và dễ gần khi các cái chi tiết được tạo hình to lớn cũng như những cái đường nét mềm mại chủ đạo trải dài từ trái qua phải, mang đến cái cảm giác phần đầu xe khá là đầy đặn. Các bạn có thể thấy thì hai cụm đèn chiếu sáng cỡ lớn kết nối với nhau liền lạc thông qua mặt ca lăng nằm ngang với hai thanh kim loại cắt ngang logo chữ S mạ chrome. Cái cách thiết kế này thì tuy đơn giản nhưng lại tạo được cái sự hiệu quả giúp cho Celerio nhìn ở phía trước có cái phần bề thế và to lớn. Cả hai phiên bản số sàn và số tự động vô cấp thì đều được Suzuki trang bị đèn pha cốt là loại bóng halogen truyền thống, tương tự mẫu Hyundai Grand i10 và Chevrolet Spark, nhưng mà lại không thể so sánh với cả kiểu đèn projector ở trên Kia Morning được. Quan sát Celerio 2018 từ phần bên thì mẫu xe đô thị này thì có cái vẻ năng động và trẻ trung, vẫn đâu đó có một vài chi tiết mang cái hơi hướng cổ điển và cần được cải thiện rất nhiều ở những thế hệ tiếp theo. Ở phần bên thì chúng ta cũng chỉ có bộ la răng kích thước 14 inch với 6 chấu đơn to bản. Nhìn từ bên hông thì chiếc Celerio này có cái phần cứng cáp mà thôi, chứ để nói về đẹp thì mẫu xe này thật sự là chưa mang được cái tính thẩm mỹ cao. Ngược lại thì cái phần viền cửa kính ấy là phần viền cao su đơn giản, và cái phần cột B cũng không được sơn tối màu như xu hướng thiết kế phổ biến hiện nay. Tay nắm cửa thì cùng màu với thân xe. Có những cái chi tiết thật sự là rất không hài lòng khi mà đèn báo rẽ không nằm ở trên gương chiếu hậu mà lại nằm ở phần vé trước. Phần phía sau của Celerio thì lại trái ngược khi mang đến cái cảm giác gãy gọn, các cái đường nét thiết kế của Suzuki chấp bút rất rõ ràng, mạch lạc. Cụm đèn hậu đa giác được cách điệu từ hình thoi đặt dọc, gân dập nổi chạy ngang bên dưới dòng chữ tên nhà sản xuất. Ngoài ra đuôi xe Celerio thì còn có đuôi lướt gió nho nhỏ tích hợp đèn báo rẽ, tăng cái khả năng nhận diện cho xe phía sau. Tay nắm ở phần cửa sau thì nằm ở cái vị trí khá là dễ dàng cho cái việc sử dụng. Tiến vào bên trong khoang nội thất của Celerio 2018 thì chúng ta sẽ có một cái khoang cabin đậm chất thực dụng của nhà Suzuki. Vẫn như mọi khi thì cái kiểu thiết kế táp lô cho Celerio thì vẫn theo cái hướng cân đối, mở rộng lên cao về hai bên
với cái điểm xuất phát là khu vực cần số tương tự như trên mẫu xe Vitara hay là Etika. Lối tạo hình chữ T này tuy không có điểm nhấn nổi bật nhưng lại có ưu điểm là khiến cabin trông thoáng đãng hơn. Ngoài ra thì có phần giúp đầu gối của phần người lái và hành khách phía trước có cái phần thoải mái hơn. Để xét về những cái trang bị ở trong hai phiên bản của C-Radio thì đi kèm với đó là vô lăng điều chỉnh hai hướng gật gù. Bù đắp cho cái sự đơn điệu, Suzuki thiết kế ở cái vị trí cần số ấy, là áp sát vào cái phần bảng táp lô. Cái cách bố trí này là một cái điểm cộng lớn đối với các bác tài mới hay là chị em phụ nữ. Thao tác cần số sẽ gần tầm tay hơn và tránh được những cái tình huống mất tập trung không cần thiết. Cụm đồng hồ analog ở C-Radio thì có cái kích thước to với những cái thông số khá là rõ ràng. Bên cạnh đó thì một màn hình LCD nhỏ nhắn lệch về bên phải sẽ hiển thị những cái thông tin như mức xăng này, quãng đường di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu hay thời gian. Cả C-Radio, hộp số CVT và hộp số MT thì đều trang bị chức năng giải trí ở mức cơ bản gồm 4 loa với hỗ trợ radio AM FM, một đầu đĩa CD và kết nối LX hoặc USB. Với việc Kia Morning hay Hyundai Grand i10 và Spark nay đã đều có hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng hay là định vị dẫn đường kết nối Bluetooth thì đây chắc chắn là một điều khiến C-Radio rất mất điểm trước khách hàng yêu thích sự công nghệ. Và đương nhiên thì xe cũng chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ một vùng mà thôi. Còn một chi tiết nữa mà Duy muốn chia sẻ đó chính là các khu vực để vật dụng cũng như là ngăn để cốc hay hộp chứa đồ trên C-Radio thì đa phần là có cái kích thước vừa vặn cũng như là được trải khắp khoang lái để giúp cho tất cả những vị trí trên xe đều có những cái chỗ để đồ hay để chai nước thuận tiện. Vâng, và vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã cùng Bảo Duy, cùng Auto Daily đi điểm lại các cái mẫu xe các bạn có thể sở hữu ở trong cái tầm giá loanh quanh 400 triệu đồng. Quý vị và các bạn hãy lựa chọn cho mình một mẫu xe hoặc ai đã và đang sở hữu một trong những mẫu xe này thì vui lòng comment những cái nhận xét đánh giá của mình ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về những mẫu xe. Nếu mà video hay thì quý vị và các bạn cũng nhớ like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.